các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình đã học được một món bánh rất ngon, đó là món bánh trung thu nhân xôi xéo thịt kho. Và mình muốn chia sẻ với các bạn. Ở đây là phần nhân, gồm có nhân đậu xanh và nhân xôi xéo. Phần nhân đậu xanh thì mình sử dụng 130g đậu xanh mình ngâm qua đêm. Đậu xanh này là đậu xanh không vỏ nha các bạn. 70g đường, 20g bột bánh dẻo, 1/3 muỗng cà phê muối. Phần nhân xôi xéo thì mình sử dụng 100g thịt ba chỉ mình cắt vừa ăn, thành những miếng vừa ăn nhỏ nhỏ đó các bạn. 50g lạp xưởng mình xắt hạt lựu, 15g trà bông, 40g hành tím mình đã cắt lát, 40ml dầu ăn, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh đường nâu, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng canh nước mắm. Rồi các nguyên liệu để làm nhân mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào làm nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ ướp thịt heo với các loại gia vị, gồm có đường 1 muỗng canh đường nâu, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng cà phê tiêu. Mình trộn đều lên, sau đó mình sẽ ướp 15 phút nha. Mình cho thêm vài lát hành tím mình đã cắt lát đó các bạn, mình cho vào cho nó thơm luôn. Rồi bây giờ mình trộn đều lên và mình ướp cái phần thịt này 15 phút nha các bạn. Sau 15 phút thì mình bắt lên bếp một cái chảo, mình cho một ít dầu vào và mình sẽ kho thịt này nha các bạn. Mình nấu với lửa nhỏ thôi nha các bạn, nhỏ vừa thôi, cho đến khi cái phần thịt của mình nó săn lại và nó chuyển sang màu hơi nâu nâu vàng vàng, rất là đẹp luôn đó các bạn. Phần thịt của mình đã săn lại từ từ rồi nè, thì mình cứ để lửa nhỏ vừa như thế. Lâu lâu thì mình chở nó nha các bạn, hơi nó bị khét đó. Rồi cái phần thịt của mình như vậy là được rồi nè các bạn, mà nó lên rất là đẹp và mùi rất là thơm luôn các bạn. Mình sẽ tắt bếp và nhấc xuống nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho hết cái phần lạp xưởng vào, mình rang, mình xào với lửa nhỏ nha các bạn, cho cái phần lạp xưởng của mình nó săn lại như thế này nè và nó thơm thơm. Mình cho hết 40ml dầu ăn vào cho nó hơi nóng lên. Mình cho hết cái phần củ hành tím mình đã xắt lát mỏng đó, mình sẽ phi cho cái phần củ hành tím này nó hơi vàng lên nha các bạn. Vàng như thế này á thì mình sẽ tắt bếp và mình cứ xào một chút xíu như thế này cho nó hơi vàng lên nữa đó, tại vì mình tắt bếp nhưng mà cái độ nóng nó vẫn còn đó các bạn, nên nó sẽ lên màu hơn nữa đó. Rồi mình sẽ lược lấy cái phần hành tím để một bên và cái phần dầu mình cũng sẽ để riêng ra nha. Cái phần dầu này thì mình sẽ trộn chung với lại phần đậu xanh nữa đó các bạn, cho nó thơm đó. Phần đậu xanh mình sẽ đem vo sạch và để ráo như thế này. Bắt lên bếp một cái nồi nước, mình cho hết cái phần đậu xanh vào, cho vào đây muối. Rồi mình trộn đều cho cái phần muối nó hòa đều với phần nước và đậu xanh. Mình nấu phần đậu xanh này với lửa vừa khoảng chừng 15 đến 20 phút nha các bạn. Nếu có bọt thì các bạn nhớ hớt bỏ nha. Từ 15 đến 20 phút thì cái phần đậu xanh của mình nó đã mềm và nó chín rồi đó các bạn. Phần đậu xanh mình nấu như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lược bớt một ít bỏ cái phần nước đi đó các bạn. Mình sẽ chừa lại một ít để mình đem đi xay cho nó dễ dàng hơn đó. Mình cho phần đậu xanh này vào trong cái máy xay sinh tố và cho hết cái phần đường vào. Và phần dầu ăn hồi nãy mình phi cái phần củ hành tím đó, mình cho hết vào luôn nha. Rồi bây giờ mình đã xay xong á, thì mình sẽ lược qua một cái rây và để lược trực tiếp cái phần đậu xanh này vào trong cái chảo chống dính để chút xíu mình đem đi xên luôn đó các bạn. Mình lược như thế này thì đảm bảo là cái phần đậu xanh của mình khi xên ra thì nó dẻo mịn mà nó không có bị vón cục hay gì hết đó các bạn, không có bị sệt sệt này kia đó. Rồi mình sẽ bắt lên bếp mình xên với lửa nhỏ cho đến khi từ từ thì nó sẽ sệt lại như thế này nè. Mình cứ đảo đều lên như thế này nha. Rồi bây giờ mình tắt bếp và mình cho cái phần bột bánh dẻo vào hết nha các bạn. Sau đó mình trộn cho cái phần bột bánh dẻo này nó hòa đều với cái phần đậu xanh của mình. Rồi mình mới bật bếp lên lại và mình tiếp tục xên cho đến khi cái phần
nhân đậu xanh của mình nó đạt nha. Phần đậu xanh của mình nó vẫn còn dính như thế này á thì chưa được. Rồi đây là cái phần nhân đậu xanh mình đã sên đạt rồi nè. Cái phần đậu xanh của mình nó không còn dính đáy, dính cái chảo và không còn dính phới luôn. Đậu xanh của mình như thế này là ok rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cho vào trong một cái tô và cho khoảng 2/3 cái phần hành phi đó các bạn, củ hành tím phi đó mình sẽ trộn với lại cái phần nhân đậu xanh này nha. Rồi bây giờ mình sẽ chia cái phần nhân đậu xanh này ra thành 15 viên, mỗi viên khoảng chừng 15 gram nha các bạn. Phần nhân xôi xéo thịt kho thì mình sẽ cho mọi thứ một ít lên, khoảng chừng 15 gram nha các bạn. Một ít thịt kho nè, lạp xưởng và một ít trà bông. Rồi cái phần hành tím phi mình còn một ít đó, mình cũng cho vào luôn nha. Sau đó thì mình sẽ lấy cái phần nhân đậu xanh, mình tạo thành hình cái chén và mình cho cái phần nhân xôi xéo vào cái phần nhân đậu xanh của mình. Sau đó mình sẽ vo tròn lại cho cái phần nhân đậu xanh nó bao lấy cái phần nhân xôi xéo nha. Và cứ tiếp tục mình sẽ làm hết cái phần nhân này nha các bạn. Và phần nhân của mình đã làm xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cái phần bột vỏ nha, vỏ bánh đó các bạn. Ở đây để chuẩn bị làm vỏ bánh thì mình đã chuẩn bị ở đây gồm có 130g bột mì, 110g nước đường bánh nướng, 15ml dầu ăn, 1/3 muỗng cà phê bột nổi và 5g bơ đậu phộng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm nha. Mình sẽ cho hết các nguyên liệu bơ đậu phộng, dầu ăn và mình trộn cho nó đều với phần nước đường nha các bạn. Mình cho hết cái phần bột nổi vào trộn chung với lại bột mì. Sau đó mình tạo một cái lỗ ở chính giữa đó các bạn. Mình cho cái phần nước đường, bơ đậu phộng và dầu ăn mình đã trộn đều vào luôn. Và mình sẽ trộn cho cái phần hỗn hợp này nó đồng nhất với nhau nha. Mình sẽ dùng tay mình nhồi cho cái phần bột này nó đều với nhau và nó mịn màng nha các bạn. Rồi cái phần bột của mình nó đã mịn màng và nó đã đồng nhất với nhau như thế này là được rồi nè các bạn. Mình làm như thế này mà nó không có bị dính với nhau và nó mềm là ok. Bọc màng thực phẩm lại và mình sẽ ủ nha, ủ bột khoảng 1 giờ đồng hồ. Phần bột của mình đã ủ được 1 giờ đồng hồ, bây giờ mình sẽ lấy ra mình nhào sơ lại. Sau đó thì mình chia làm 15 viên nha các bạn. Mỗi viên khoảng chừng 16g nha các bạn. Phần nhân bánh thì mình sẽ tạo thành một cái miếng mỏng, cái màng mỏng như thế này nè. Để mình cho cái phần nhân vào và mình tạo thành một cái hình tròn. Mình vo cho nó tròn lại như thế này nè các bạn. Mình lấy một ít bột mì mình áo đều vào trong cái khuôn cũng như là cái phần viên bánh của mình đó. Sau đó mình cho cái viên bánh vào trong cái khuôn và mình sẽ nhấn nó vừa vừa như thế này nè các bạn, cho cái bằng ở phía dưới nó đều với nhau đó. Mình sẽ nhấn xuống giữ khoảng 30 giây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra và mình đã có một cái bánh rất là ngon như thế này. Tương tự như vậy thì mình sẽ làm hết cái phần bánh nha. Và mình sẽ bật lò nướng trước 15 phút ở nhiệt độ 190 độ C và nướng lần thứ nhất từ 15 phút ở nhiệt độ 190 độ C. Sau đó thì mình sẽ để bánh nguội khoảng chừng 15 đến 20 phút
Rồi mình sẽ tạo hỗn hợp à. Quét bánh là một cái lòng đỏ trứng mà cho vào một muỗng cà phê nước. Mình trộn cho nó đều lên và dùng cái đồ quét bánh đó. Mình quét cái lòng đỏ trứng vào trên cái mặt bánh. Và tương tự như thế thì mình sẽ quét cho hết cái phần bánh này luôn nha. Và mình sẽ nướng lần hai nhiệt độ 190 độ C trong 10 phút. Rồi mình cũng để nguội. Nếu mà cái phần lần hai các bạn thấy cái màu bánh đã ưng ý thì các bạn nghỉ nướng nữa. Còn nếu mà cái màu bánh nó lên chưa có ưng ý thì các bạn hãy nướng lần thứ ba ở nhiệt độ 180 độ C từ 7 đến 10 phút nha. Là mình sẽ có được những cái bánh rất là ngon. Bánh trung thu này mình thể khoảng chừng 2 đến 3 ngày thì cái màu bánh nó lên nó càng đẹp thêm nữa đó các bạn. Và bánh nó sẽ càng ngon và thơm hơn nữa. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món bánh trung thu nhân xôi xéo thịt kho rồi. Một món bánh cực kỳ thơm ngon và cách làm thì không quá khó. Và mình đã làm được rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món bánh trung thu nhân xôi xéo. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra cho các bạn xem cái phần nhân bên trong của nó như thế nào nha. Mình thấy cái mùi của nó thì rất là thơm luôn á các bạn. Bánh này thì mình để khoảng chừng được nửa ngày rồi á. Nếu mà các bạn muốn ngon hơn nữa thì mình để khoảng 1 đến 2 ngày thì cái bánh của mình nó định hình lại, lên màu thì nó sẽ rất là đẹp và rất là ngon nữa đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn. Mấy cái này là do hồi nãy mình để nó cắn với nhau á, nên cái hình bông hoa của nó bị méo quá các bạn. Chứ thiệt ra hồi nãy nó đẹp lắm. Đây, các bạn có thể thấy nhân của nó này à. Rất là ngon luôn đó các bạn, rất là thơm luôn á. Thơm mùi hành phi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Đây, nhìn rất là ngon luôn á. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Cái vỏ thì rất là mềm nữa. Đây mình sẽ vẽ ra cho các bạn xem nha. Wow. Có trà bông, thịt nè. Với lại lạp xưởng. Wow. Phần bánh trung thu nhân xôi xéo này á các bạn, thì cái phần vỏ của nó thì mềm, ăn rất là ngon luôn. Còn cái phần nhân á các bạn, thì đậu xanh của mình ăn nó bột bột béo béo phải không. Ngoài ra nó thơm mùi hành phi nè. Rồi cái phần thịt kho mình kho rất là vừa ăn luôn. Ngoài ra ăn chúng những cái miếng lạp xưởng nó vừa béo vừa rất là mặn mặn ngon lắm luôn á các bạn. Thêm cái trà bông nữa, nó mặn mặn nữa đó các bạn, tạo nên cái hương vị rất là đặc biệt cho cái món bánh trung thu nhân xôi xéo này luôn đó các bạn. Nếu mà các bạn có thời gian rảnh thì hãy thử làm món bánh trung thu nhân xôi xéo này để chia đãi cho gia đình nha. Vào dịp Tết trung thu này nè các bạn, hoặc là các bạn làm để mình ăn thường ngày cũng được nữa. Rất là ngon luôn. Rồi mình đã làm được món bánh trung thu nhân xôi xéo rồi nè các bạn. Mình chúc các bạn cũng sẽ làm thành công và có một món bánh trung thu nhân xôi xéo để chiêu đãi cho gia đình mình thật là ngon vào dịp Tết trung thu này nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy thích video thì hãy cho mình một like và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Còn nếu bạn chưa là thành viên của kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh kèm theo cái chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới trên kênh nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye.